Trong những ngày tháng năm lịch sử, những câu chuyện, bài ca về Bác luôn được nhắc nhớ với tấm lòng thành kính và biết ơn. Và với những người nghệ sĩ, được hát những ca khúc về người, được truyền tải những cảm xúc tới khán giả, đó chính là một niềm tự hào. Với nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, những cái tên đã thành danh với nhiều ca khúc về Hồ Chủ tịch. Hơn cả thành công trong nghề nghiệp, mỗi lần thể hiện bài hát về Bác là một lần họ được sống với những kỷ niệm sâu sắc về vị cha già dân tộc. Nổi tiếng với nhiều ca khúc về Hồ Chủ tịch như Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Người là niềm tin tất thắng. Ít ai biết nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ đã có cơ duyên được gặp gỡ và hát trước Bác Hồ khi còn là một cậu học trò nhỏ. Những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ được gặp Bác đã trở thành hành trang theo nghệ sĩ trên con đường sự nghiệp. Tôi còn là cậu học sinh ở Quảng Ninh đó, năm 1963, thì tôi đã được gặp trực tiếp Bác Hồ và hát cho Bác nghe. Và sau đó là khi tôi trưởng thành, tôi đã trở thành một người nghệ sĩ rồi, tôi cũng đã từng cõng ba lô, mang cây đàn đi hát ở suốt dọc đường Trường Sơn. Thì lúc đó, cái tình cảm của tôi với Bác thì nó thiêng liêng và nó lớn lao hơn rất nhiều, bởi vì nó gắn bó với những người thợ mỏ như chúng tôi, gắn bó với những người chiến sĩ trên các mặt trận mà tôi đã từng gặp, và tôi đã hát cho họ nghe những bài hát về Bác Hồ. Thành danh với nhiều ca khúc về Bác, với nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, hát về Hồ Chủ tịch còn là những nỗi niềm của người chiến sĩ với niềm khao khát được gặp vị cha già của dân tộc, là những năm tháng trên chiến trường khốc liệt khi biết tin Bác ra đi mà tuôn trào cảm xúc. Đến ngày sinh nhật Bác thì đều rất là bùi ngùi, bởi vì các thế hệ như thế hệ chúng tôi là khi mà Bác mất thì chúng tôi trong chiến trường, chúng tôi không được nhìn thấy Bác, nhưng mà hình ảnh của Bác lúc nào cũng ở trong trái tim. Cái sự thể hiện của tôi là nó có cái sự xúc động thật sự, cho nên là tôi cũng truyền tải được trong qua những bài hát với những cái tấm lòng mà thực sự khao khát của những người nghệ sĩ ở chiến trường mà mơ được gặp Bác Hồ. Với những người nghệ sĩ này, sự thành công với các ca khúc về người không chỉ đơn thuần là kỹ thuật tốt, là giọng hát đẹp, mà còn là cảm xúc của gửi gắm trong từng lời ca. Giống như nghệ sĩ Thu Hiền chia sẻ, mỗi bài ca là một lát cắt lịch sử, mỗi người nghệ sĩ là cả một tấm lòng thành kính dâng người cha già vĩ đại của dân tộc.